Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa dành ban cho chúng ta là con cái của Chúa. Vì Chúa ngài dành cho chúng ta một kế hoạch, một cuộc chạy đua, việc lành mà Chúa sắm sẵn trước để chúng ta làm theo. Rất là quan trọng chúng ta cần biết cái việc lành đó, cuộc đời của chúng ta như thế nào ở trong Chúa để chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn thiên mệnh mà Chúa đã định cho được cuộc đời của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc loạt bài quyền năng để thay đổi. Và trước khi tôi đi vào trong sứ điệp ngày hôm nay, xin đặt với anh chị em một cái câu hỏi là có bao giờ anh chị em dừng lại và đánh một cái dấu hỏi là 5 năm tới cuộc đời của tôi sẽ ra sao? Câu hỏi thứ hai là cuộc đời hiện tại của tôi nếu không có gì thay đổi thì 5 năm nữa nó sẽ rui như thế nào? Hãy dừng lại ngay lúc này, dù tuổi của chúng ta bất luận là bao nhiêu tuổi, cộng thêm 5 năm nữa và tự hỏi bạn nghĩ cuộc đời của bạn sẽ như thế nào trong 5 năm nữa kể từ ngày hôm nay. Rất là quan trọng để chúng ta có thể có một cái kế hoạch. Như khi nãy Nguyễn Thành Đức đã nhắc lại với chúng ta sứ điệp tuần rồi, cố gắng không đủ. Vì cố gắng đòi hỏi một cái sự hy sinh và dấn thân tối thiểu. Chúng ta có thể giăng tay lên rằng tôi đã cố gắng hết sức của mình. Cố gắng không đủ. Để chúng ta thật sự thay đổi, chúng ta phải luyện tập. Chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta phải có những cái trang thiết bị để chúng ta có thể trở nên con người mà chúng ta mong muốn trở nên. Hôm nay tôi muốn giúp đỡ anh chị em hình dung 5 năm nữa cuộc đời của chúng ta có thể xảy ra như thế nào. Tôi đưa ra 4 lĩnh vực để chúng ta cùng suy nghĩ. Thuộc linh, hướng đi của đời sống của anh chị em nói gì về tương lai của chúng ta? Đối với một số quý vị và các bạn thì có thể nói về thuộc linh. Lĩnh vực đầu tiên mà tôi muốn nói đến tại đây. Tôi có thể sẽ gần gũi hơn với Chúa như hơn bao giờ hết. Thuộc linh của tôi mạnh mẽ càng hơn. Tôi biết lời Chúa và lời Chúa ở trong tôi. Tôi được sức giàu bởi Đức Thánh Linh và sự dẫn dắt của Ngài. Mục vụ và ảnh hưởng của tôi cứ lan rộng. Tôi tiếp xúc và chia sẻ phúc âm với nhiều người và có một đời sống giống như Đức Chúa Jesus Christ càng hơn. Cảm ơn Chúa. 5 năm tới, nếu bạn có một kế hoạch và một cái viễn ảnh như vậy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ lên cao độ và sẽ càng lên cao càng hơn trong đời sống thuộc linh của mình. Hay là như một số khác, tâm linh của bạn đang dậm chân tại chỗ. Đi nhóm lại là một khó khăn đối với bạn. Một số những tội lỗi cũ đang dần trở lại. Ngôn ngữ lời nói của chúng ta bắt đầu xuất hiện những tiếng chửi thề như cuộc đời cũ của chúng ta. Và 5 năm tới, nếu không có gì thay đổi lớn, bạn sẽ yếu đuối nguội lạnh, trôi dạt xa Chúa, thờ ơ với đời sống tâm linh và sẽ rơi vào trong đời sống hầm hầm. Và Chúa Giêsu nói trong khải quyền là Ngài phải nhả những người đó ra. Đời sống thuộc linh của anh chị em sẽ như thế nào sau 5 năm? Về các mối quan hệ, thứ nhất là bạn bè. Bạn thân trong 5 năm tới của anh chị em sẽ gây dựng mối quan hệ tốt hơn với Chúa, với nhau. Vì chúng ta ảnh hưởng trên nhau một cách tốt đẹp. Là những người bạn tốt có thể khích lệ chúng ta trong con đường tin kính Chúa. Hay là bạn có rất ít bạn, nếu có, và những người bạn đang có cũng đang ảnh hưởng không tốt trên đời sống của bạn. 5 năm nữa cuộc đời của chúng ta ra sao? Hôn nhân, dựa trên mức độ hiện tại, hạnh phúc, thân mật, đến mức độ bạn không ngờ nó có thể có được. Hôn nhân của bạn như nở hoa, mức độ trở nên một như lời của Chúa dạy, hai sẽ trở nên một
để đi đến mức độ tuyệt vời. Và theo chiều hướng hiện tại, bạn sẽ có một hôn nhân tràn đầy phước hạnh, đến độ làm nguồn phước cho nhiều hôn nhân khác. Hay là đang đi vào trong chiều hướng phải chiến đấu cầm cự, để rồi phóng tầm nhìn về 5 năm sau có thể ly thân rồi đến ly hôn. Về tài chính, bạn sẽ đi theo hướng này và sẽ không còn thiếu nợ nữa. Không còn nợ tiền học, không còn nợ tiền xe, không còn nợ thẻ tín dụng nữa. Đời sống tài chính được phước thịnh vượng. Bạn có thể rời rộng dâng hiến, ban cho để giúp đỡ cho những người có cần. Hay là theo chiều hướng hiện tại 5 năm nữa, nợ nần vẫn chồng chất, áp lực của tài chính cứ gia tăng và mỗi ngày thấy tồi tệ hơn rất nhiều. Về thể chất, tình trạng sức khỏe sẽ như thế nào trong 5 năm tới? Sự thật là chúng ta có thể già hơn vì chúng ta cộng thêm 5 năm nữa, nhưng chúng ta có thể khỏe mạnh hơn. Bạn có thể đầy năng lực và trẻ trung hơn bao giờ hết. Là bạn có thể vẫn ở trong tình trạng hiện tại và rồi cân nặng hơn, mệt mỏi hơn và đời sống như không có năng lực. 5 năm nữa, cuộc đời của chúng ta sẽ ra như thế nào? Nó tùy thuộc vào những gì chúng ta gieo trong ngày hôm nay. Dừng lại để tự hỏi trong 5 lĩnh vực lớn mà chúng ta vừa nghe, nghĩ xem cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào trong 5 năm tới. Dĩ nhiên là trong cuộc đời có nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng mà nói chung đó, theo như dự đoán với độ chính xác cao thì cuộc sống của bạn sẽ nhìn thấy như thế nào? Và tại sao? Vì có một lẽ thật mà chúng ta đã khám phá và chúng ta nhắc nhở với nhau, đó là những thói quen của bạn có hôm nay sẽ định hình con người của bạn vào ngày mai. Gieo một tư tưởng, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt lấy một cuộc sống. Mà gieo một cuộc sống, chúng ta sẽ gặt lấy thiên mệnh như Chúa ngài đã định. Nó bắt đầu từ những việc nhỏ. Những cái thói quen mà chúng ta đã được nhắc nhở trong loạt bài này, có những thói quen xấu chúng ta cần phải cắt bỏ, chúng ta cần phải loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Vì những thói quen đó, nó sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở và nó sẽ đánh bại chúng ta. Như những nhóm tàn quân, những nhóm dân còn sót lại ở trong đất hứa. Vì dân sự của Chúa đã không vâng lệnh chung cách tuyệt đối là đánh đuổi họ ra khỏi xứ. Thì kết quả đó là từ nơi những nhóm dân còn sót lại này, có một gia đình họ Rafa ở tại thành Gát. Và tại xứ đó có 5 tên khổng lồ đã xuất hiện. Và dân Philippines xuất hiện từ đó. Những người này trở nên cái sự đau khổ triền miên cho dân sự của Chúa trải qua nhiều thập niên. Vì những cái còn chừa lại ở trong đời sống. Anh em có biết tội lỗi chúng ta để trong đời sống của chúng ta không bao lâu, nó sẽ trở nên những tên khổng lồ trong đời sống của chúng ta. Và nó sẽ đánh bại chúng ta. Những thói quen chúng ta có hôm nay sẽ định hình chúng ta trở thành con người như thế nào vào ngày mai. Một câu hỏi khác để chúng ta cùng suy nghĩ, đó là bạn có thích hướng mà thói quen của bạn đang dẫn bạn đến không? Nếu chúng ta tiếp tục những thói quen này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Nếu thích, cảm ơn Chúa, mạnh mẽ càng hơn nữa. Và chúng ta cũng đã được nhắc nhở, ý định không quyết định phương hướng của cuộc đời chúng ta, nhưng chính là những hành động quyết định nó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lời của Chúa và chúng ta học một thế nguyên tắc rất là quan trọng. Đối với người Việt của chúng ta thì chúng ta nghe chúng ta tưởng đâu rằng chỉ có Phật giáo mới có, đó là cái luật nhân quả. Nhưng thật ra trong Kinh Thánh lời của Chúa đã nói lâu rồi. Có gieo thì sẽ có gặt, có nhân sẽ có quả. Galati chương 6 câu 7 cho đến câu số 9 lời của Chúa dạy: đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Câu số 9: chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Đây là luật nhân quả.
mà Đức Chúa Trời là đấng đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra. Câu số 7 bắt đầu với một cụm từ mà chúng ta cần phải để ý. Đó là đừng tự dối mình. Xin Thánh chúng ta cùng nói lớn. Đừng tự dối mình. Một lần nữa. Đừng tự dối mình. Tự dối mình là chúng ta gạt chính mình. Và cụm từ kế tiếp, chúng ta đừng có tự dối mình vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Chúng ta cùng nói lớn tiếng cụm từ kế tiếp này. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Một lần nữa, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Đừng tự dối mình vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt lấy giống ấy. Và trong cái luật nhân quả này, nghiên cứu thì chúng ta thấy có nhất là 7 cái luật nhỏ nó làm việc ở trong cái luật nhân quả này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ 3 thôi. Nên nó là 9. Lời của Chúa nói rằng chúng ta đừng tự dối mình. Có nghĩa là đừng tự dối gạt chính mình, đừng tự lừa đảo mình. Vì chúng ta có nói như thế nào, chúng ta có bào chữa như thế nào đi nữa đó, thì chúng ta nhớ một điều là Đức Chúa Trời không bao giờ bị khinh dễ. Ngài đã định rồi, chúng ta gieo cái gì, chúng ta phải gặt cái đó. Cảm ơn Chúa. Và cái luật này cũng áp dụng luôn cho chúng ta là chúng ta gieo việc tốt, chúng ta sẽ gặt việc tốt. Gieo việc xấu, chúng ta sẽ gặt việc xấu. Kẻ gieo cho xác thịt thì sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Và chúng ta đã nhắc nhở công việc của xác thịt rồi. Nếu chúng ta cứ gieo cho những điều đó, dằn dằm ô uế luôn tuồng những thứ mà chúng ta thấy lời của Chúa đã nói thuộc về công việc của xác thịt. Ganh ghét và đủ mọi thứ của xác thịt đó, chúng ta cứ gieo những điều đó thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cái mùa gặt. Đó là gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Và bước theo Thánh Linh để chúng ta không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Trái của Thánh Linh đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những sự đó. Và chúng ta gieo chính cái nét của trái của Thánh Linh thì chúng ta sẽ gặt một cái mùa thu hoạch tuyệt vời ở trong ơn của Chúa. Tối hậu đó là chúng ta sẽ gặt sự sống đời đời. Và sự sống đời đời tới đây không phải là nhiều ngàn năm nữa rồi chúng ta sẽ được lên thiên đàng và ở với Chúa đời đời. Nhưng mà sự sống đời đời là một sự sống đầy trọn, một đời sống được Chúa Ngài ban cho phước hạnh thịnh vượng, đầy ơn, vui vẻ, bình an, phước hạnh ở trong ơn của Chúa, bắt đầu ngay đời này và kéo dài cho đến đời đời. Sự sống mà Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ta đến để chiên ta được sự sống và được sự sống dư dật. Và sứ đồ Phao-lô tại đây ông cho chúng ta thấy một cái điều rất là cứng rắn ở đây, rất là mạnh mẽ. Ông nói rằng chúng ta chỉ có 2 cái sự lựa chọn: gieo cho xác thịt hoặc là gieo cho Thánh Linh. Và kết quả rõ rệt, xác thịt thì dẫn đến hủy diệt, Thánh Linh thì sẽ dẫn đến sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Và ông nói tiếp ở trong câu số 9, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Trong bản cổ của chúng ta thì làm việc lành. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Đó cái luật nhân quả, cái luật gieo và gặt đó. Đó là nếu chúng ta không mệt mỏi thì chúng ta có kế hoạch, chúng ta luyện tập để làm những công việc tốt, gieo những cái thói quen tốt, thánh ở trong cuộc đời của chúng ta thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tôi biết rằng tôi nhập đề sứ điệp ngày hôm nay nghe có vẻ nặng nề quá phải không? Như muốn nghẹt thở, mục sư. Ông đưa ra những cái hình ảnh thấy nó khủng khiếp quá. Nó có cái tiềm năng rất lớn và tốt đẹp. Nhưng mà tương lai của chúng ta cũng có một cái tiềm năng sẽ đem lại cho chúng ta đau khổ triền miên. Nó tùy thuộc vào những gì chúng ta gieo ngày hôm nay. Nghe có vẻ nặng nề bởi vì nó thật đúng như vậy. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Một lần nữa tôi xin hỏi, bạn có thích hướng mà thói quen của bạn đang dẫn bạn đến không? Tối hôm qua tôi có dịp nói chuyện với em gái của tôi tại
California để nhắc nhở và khuyến khích em dọn dẹp sân nhà của mình cho tốt, vì sợ cơn bão có thể đổ, trận mưa lớn thì có thể nước nó tràn ngược vào trong nhà. Anh em nói chuyện thì tôi có hỏi em của tôi là em còn nhớ có một thanh niên mà nó chạm trổ từ trên mặt của nó xuống cho đến chân của nó, đó là không còn một chỗ nào mà trắng hết, chỉ có dưới lòng bàn chân thôi. Em tôi nó cười nó, ô anh gặp hả? Dạ. Một sĩ năm quốc trung gửi em đến để chở anh từ khách sạn về trung tâm trong cái chuyến rồi khi anh về miền Bắc. Anh khóc khi nhìn thấy thanh niên này, mùi sư trung, ông có biết ông làm việc gì không? Gửi một thanh niên mà nó vừa đến, tôi bước lên xe nhìn nó là từ ở trên mặt xuống cho đến cả tay chân nó xong hết. Tôi một mình ở trên xe với em, nó chở tôi đi. Cảm ơn Chúa là con dân cuộc đời của con Chúa, sống chết nằm ở trong tay của Chúa, nhưng mà này nguy hiểm quá. Em cảm ơn Chúa câu chuyện trao đổi một chút. Em này nói, em biết em gái của mục sư ở California. Ủa? Cái tên này chạm trổ như thế này, xăm mình đầy như thế này, sao biết em gái của mình? Em mới kể lại. Ở trong cái nhóm lại và thờ phượng Chúa, em tôi tham dự. Có một chị là cô của người thanh niên này, khóc với hội thánh, nhờ hội thánh cầu nguyện và giúp đỡ cho một đứa cháu nó nghiện ngập. Khi cha nó qua đời, nó buồn, nó đi vào trong xã hội đen, nghiện ngập. Rồi còn chung túc ở trong chùa, là một đệ tử rất là gần với một ông đại đức ở trong cái chùa đó. Và đời sống của em là nó xăm người của nó, không còn cái chỗ nào hết. Cảm ơn Chúa, em của tôi có nghe qua các sứ điệp và nói chuyện với tôi thì biết về trung tâm Aquila cùng sinh năm quốc trung. Thì có giới thiệu với người cô của em này là có một niềm hy vọng. Vì có những con người, và đặc biệt là người mục sư của trung tâm đó trước đây đã từng ở trong cái hoàn cảnh đó. Bị bắt ở trong trung tâm cai nghiện rồi đưa ra rồi trở vào như vậy không biết bao nhiêu lần. Và cảm ơn Chúa cuối cùng qua sự kết nối thì ngay cái lúc mục sư Nam Quốc Trung đang ở thành phố đã đến và nhận để đưa em ra Hà Nội, ra trung tâm Aquila. Và câu chuyện kể ly kỳ lắm anh chị. Bất ngờ nó được nhận và được có kế hoạch để đưa ra như vậy. Thì khi đi vào trong phi trường để đáp chuyến bay từ thành phố ra Hà Nội, trong người của nó còn ma túy. Và nghe mục sư Trung nói rằng ma túy này mà mình đem lên crack, đá này mà mình đem lên trên phi cơ mình đi qua cái chỗ an ninh họ không có cho mình đi qua. Em giận quá chạy vào trong phòng vệ sinh làm một cú ở trong đó. Những người ở trong phòng vệ sinh nó chạy tá hỏa ra và nói kêu gọi an ninh đến bởi vì có người đang chơi ma túy ở trong phòng vệ sinh. Mục sư Trung nhạy bén và biết rằng đây là điều rất là nguy hiểm, chạy vào lấy hết giật xuống cầu, kè em đi ra, kè như vậy. Vợ trong sườn của em mới thấy nó còn giống một cây dao dài như thế này. Chút mà đi qua chỗ an ninh thì là tiêu rồi. Chụp lấy cây dao đi ngang cái thùng rác, bỏ vào trong thùng rác. Và trong tích tắc ở trong con đường như vậy, rút ngắn câu chuyện, em đã được ra trung tâm và đã được giải cứu. Nay học trường Kinh Thánh và trong tương lai có thể trở nên người học vị Chúa. Anh chị em, điều mà chúng ta cần được nhắc nhở tại đây đó là tại sao người của em nhiều dấu xăm như vậy? Mỗi lần một hình một dấu. Tại sao em ở trong cái tình trạng nghiện ngập đến như vậy? Mỗi lần một liều. Và cái thói quen đó nó dẫn em từ cái chỗ buồn vì cha của mình qua đời, mất cha mất mẹ. Tưởng đâu rằng mình có thể giải khuây được qua cái cảm giác của ma túy đó. Nhưng mà không ngờ là nó dẫn em đi xuống. Những thói xấu đó nó đã định hình cái tương lai của em trong nhiều năm. Nếu không có sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong những sự sắp đặt lạ lùng của Ngài, giờ giấc cũng như là những con chị em đã chết bờ chết bụi và chắc là đã mất xác rồi. Cái điều lạ lùng mà tôi nhớ đến cái câu chuyện này là bởi vì tối hôm qua 9 giờ tối giờ Houston tôi nói chuyện với em của tôi, thì sáng sớm khi tôi thức dậy cầu nguyện và chuẩn bị cho sứ điệp ngày hôm nay coi lại
để đến nhóm với Hội Thánh. Thì tôi lại thấy ở trên Facebook nhắn tin với tôi một sư Nam Quốc Trung đang post về câu chuyện đó của em Quỳnh Trí Thanh. Tôi nói chuyện với em của tôi và mà cũng như Thanh thì tôi không có hỏi họ của nó. Cuối cùng thấy nó cũng họ với mình, là cái họ mà mình đã cầu nguyện nhiều năm gieo vào ở trong cái họ Quỳnh này sự sống và sự cứu rỗi. Thì cảm ơn Chúa hôm nay thêm một người họ Quỳnh nữa được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, được gọi vào trong cánh đồng và trong tương lai có thể là người được Chúa nghe sử dụng. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta chuyên môn biến những cái thứ cặn bã của xã hội, nước rửa chân trở thành rượu ngon nhất khi Ngài can thiệp vào. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, nhớ điều này. Thói quen hiện tại của chúng ta, những thói quen xấu sẽ dẫn đến những hành vi và tương lai của chúng ta rất xấu. Nhưng những thói quen tốt, những thói quen thánh mà chúng ta đã được nhắc nhở phải thực hiện, nó sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai tuyệt vời như Chúa Ngài đã định. Chúng ta ôm lại một chút. Chúng ta đã học thay đổi thật sự và lâu dài không phải là thay đổi hành vi, nhưng là sự biến đổi tâm linh. Bắt đầu với đặc tính của chúng ta. Tại sao chúng ta làm những việc chúng ta làm? Lý do là bởi vì chúng ta làm vì chúng ta nghĩ mình là ai. Cái em Quỳnh Trí Thanh này, nó nghĩ rằng nó là một cái người trẻ không có tương lai nữa. Người cha thân yêu nhất của em qua đời. Em hụt hẫng và không biết cách nào để giải quyết. Và ngợi khen Chúa, em đã được Chúa cứu vì quyền năng của Chúa đã can thiệp vào trong cuộc đời của em, vì cái hành trình mà em đang đi và cái thói quen xấu mà em đã bắt đầu trong cuộc đời của mình chắc chắn nó dẫn em đến chỗ chết mà thôi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, khi được vào trung tâm được phục hồi, em bắt đầu xây dựng những thói quen tốt. Em đã đọc đi đọc lại Kinh Thánh nhiều lần, đang theo học các lớp huấn luyện trường Kinh Thánh để chuẩn bị cho sự học về Chúa. Em đã cắt bỏ được những cái thói xấu, những thói quen xấu, và đã gieo vào trong cuộc đời của mình những thói quen tốt. Thì chắc chắn tương lai của em sẽ là phước hạnh. Đó là những câu chuyện rất là rõ ràng để chúng ta thấy. Nhưng chị em yêu dấu của tôi, cuộc đời của chúng ta thì sao? Ôi mùa sư, tôi đâu có tội lỗi gì đến dữ dội như vậy. Anh chị em yêu dấu, trước mặt Chúa tội không có tội lớn tội nhỏ. Tội là tội. Và những thói hư thật xấu trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta cho rằng ô cái tội đó chỉ là cái tội bé bé xinh xinh thôi mùa sư cho giữ đi, mình con cái Chúa bỏ hết rồi còn gì là người nữa. Đàn ông của mình thì nó phải là tứ lỗ tường, cầm kỳ thi quả, mà nó thêm tứ lỗ tường mà bên phía tà đó, tài sắc tử phiến, mà bỏ hết thì còn gì là đàn ông. Người ta rượu chè, em bỏ chè em uống rượu thôi. Và những cái bào chữa đó sẽ dẫn chúng ta đi vào chỗ chết. Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống ấy. Chúng ta được nhắc nhở chúng ta cần định nghĩa là tâm linh của chúng ta đó, chúng ta là ai. Để chúng ta có thực sự được thay đổi, chúng ta cần biết tâm linh của chúng ta là ai. Chúng ta là những người được cứu, chúng ta là tạo vật mới ở trong Đấng Christ. Chúng ta được gọi, được chọn và được Chúa Ngài sai phái để chúng ta đi, và kết quả hậu cho trái của chúng ta thường đậu luôn. Tại sao chúng ta làm những việc này? Để chúng ta sáng danh Chúa và ảnh hưởng trên thế giới của chúng ta. Tôi có một sức khỏe tốt để chính thân thể của tôi làm sáng danh Chúa khi tôi ra đi và rao giảng tin lành của Chúa, giúp đỡ cho nhiều người được cứu, được biến đổi và người ta ngợi khen Chúa. Tôi có một gia đình hạnh phúc, một hôn nhân hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì sẽ có một lời làm chứng một cách tốt đẹp cho cái xã hội, thế giới ngày hôm nay. Hôm thứ Sáu tôi nghe một bản tin và tôi nói rằng ô lại Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ để ảnh hưởng của chúng con và Hội Thánh của Chúa phải lan rộng ra một cách nhanh chóng. Bởi vì 85% thanh niên tuổi đi vào trong chỗ sắp sửa lập gia đình, nó đã tuyên bố rằng nó đã thất vọng hoàn toàn đối với hôn nhân. Bây giờ chỉ muốn sống với nhau thôi, không cần cưới hỏi gì nữa.
Một vài thanh niên trong hội thánh của chúng ta mới đến sinh hoạt với hội thánh, đặt câu hỏi với Quốc, đó là: anh Quốc ơi, hội thánh của mình có chấp nhận cái tình trạng đó là sống chung thử trước không? Tại vì người ta làm khắp nơi. Tại sao chúng ta phải có một hôn nhân hạnh phúc? Là bởi vì là làm chứng rằng một hôn nhân có Đức Chúa Trời làm chủ. Dưới sự ban phước của Ngài, hôn nhân đó là hôn nhân hạnh phúc tuyệt vời. Chúng ta phải có hôn nhân hạnh phúc để chúng ta lên tiếng nói rằng cái thống kê hiện tại về tỷ lệ ly dị nó không thể áp dụng được cho những gia đình tin Kính Chúa. Cái tỷ lệ mà 50-50 đó, sau 5 năm thì 4 cặp lập gia đình thì có 2 cặp ly dị đó, nó không thể áp dụng được cho những gia đình tin Kính Chúa. Vì có một thống kê khác mà chúng tôi đeo đuổi và tạ ơn Chúa, đó là nếu hai người cùng là con cái của Chúa, hai vợ chồng đều là con cái của Chúa, cầu nguyện với nhau mỗi ngày, đọc lời của Chúa chung với nhau mỗi ngày, đi chung nhóm chung trong một hội thánh, cùng nhau phục vụ trong hội thánh, thì trong 1.378 cặp mới có một cặp ly dị. Gần 1.400 cặp, đó là cái tỷ lệ mà chúng ta muốn thấy. Amen không chị em? Thì không thể nào chúng ta có thể chấp nhận được hai người con cứ hai cái của Chúa, có Thánh Linh của Chúa hướng dẫn mà không thể giảng hòa được cho những cái bất hòa của mình. Không thể nào có thể tiếp tục sống một đời sống ích kỷ khi trái của Thánh Linh được thể hiện trong đời sống của mình: yêu thương, vui mừng, nhịn nhục, bình an, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, mà nó có xảy ra trong cuộc đời của cả chồng lẫn vợ đó, thì gia đình đó làm sao mà không hạnh phúc được. Trở lại với quy luật của gặt, gieo và gặt, nó luôn luôn đúng, giống như cái luật hấp dẫn của trái đất đó. Chúng ta thấy khi chúng ta ngã không bao giờ ngã lên hết. Cái luật đó bảo rằng ngã thì phải ngã xuống, thì cái luật hấp dẫn của trái đất nó kéo xuống. Luật nhân quả cũng giống như vậy, mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Đó là lý do mà chúng tôi tha thiết giảng dạy và huấn luyện để anh chị em chúng ta sẽ là những người gieo những giống tốt. Bởi vì chúng ta không thể nào suốt tuần chúng ta gieo những việc ác, việc xấu, rồi cuối tuần chúng ta về nhà Chúa nói lại: Chúa, con muốn gặt một mùa thu hoạch tốt. Nó không như vậy. Ba cái luật gieo và gặt nhân quả ở đây. Thứ nhất đó là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thứ hai là gặt nhiều hơn số chúng ta gieo. Cảm ơn Chúa. Điều tích cực đó, chúng ta gieo một, chúng ta có thể gặt nhiều hơn. Tiêu cực, chúng ta gặt ít. Xin lỗi, chúng ta gieo ít, chúng ta sẽ gặt ít. Nhưng nó nhiều hơn anh chị em. Như trong hôn nhân, chúng tôi thường lấy một cái hình ảnh Đức Chúa Trời Ngài kiến tạo nên người nam, người nữ khác nhau. Người nữ có cái khả năng ấp ủ và làm cho lớn lên những gì mình được giao. Cho nên quý bà, quý cô rất tốt ở trong chức vụ cầu thai. Giao một vấn đề, họ ấp ủ, họ cầu nguyện, và khi họ hoàn tất cầu thai xong, thả ra vấn đề, nó tốt đẹp, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cho nên người ta nói nếu người chồng gieo cho vợ của mình những cái bực chọc, nàng sẽ ấp ủ điều đó, giữ ở trong lòng và làm cho nó lớn lên. Nàng sẽ giao lại cho ông chồng một cái địa ngục trần gian. Phải không? Dạ, quý bà, quý cô, amen. Mấy anh tỉnh thức về cái việc này. Mình gieo cho nàng bực dọc mà đòi hỏi là nàng sẽ đáp ứng lại với mình, đó là yêu thương, là dễ thương, là dịu dàng. Đừng có găng tay lên nói: ô, cái người con gái dịu dàng ngày xưa tôi cưới về đâu rồi? Dạ, do anh đã làm cho nàng đó chết lâu rồi. Vì cái chữ husband ở trong tiếng Anh là cái chữ mà Chúa Ngài dùng khi Ngài nói và giao công việc cho Adam đó, để ông làm cái người giữ vườn. Cái người chồng theo tiếng Anh, the husband, là cái người làm giữ cái khu vườn của mình cho nó xinh đẹp, tưới xới để tất cả những gì trong khu vườn đó nó đâm chồi nở hoa. Người Pháp có câu nói này: nếu bạn xinh đẹp từ lúc mới sinh ra cho đến năm
50 tuổi, thì đó là công lao của cha mẹ. Nhưng mà bạn tiếp tục xinh đẹp sau 50 tuổi trở đi, đó là công lao của người chồng. Người chồng chăm sóc vợ của mình như thế nào mà sau 50 tuổi vẫn đẹp, đó là kết quả của những gì mình gieo tốt, mình năng tưới, mình có những cái lời tốt đẹp để nuôi cho người vợ của mình không chết đói chết khát với những lời tốt đẹp mà mình có thể nói với người khác, nhưng mà không bao giờ nói với nàng những cái điều tốt đẹp đó. Cho nên các anh, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Gieo cái gì sẽ gặt lại cái đó. Thứ ba của luật nhân quả đó là gieo nhân chúng ta sẽ gặt quả. Bây giờ chúng ta đi vào từng phần. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chúng ta trồng cây táo, chúng ta không thể nào chờ để hái nho. Hãy gieo những thói quen tốt, tinh kính, để rồi chúng ta có thể gặt hái những cái quả tinh kính trái ngược. Nó cũng giống như vậy, cũng đúng như vậy. Hô-sê chương 10 câu 13, lời của Chúa nói: các ngươi đã cài sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự nói dối, vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối của mình và muôn vàng dũng sĩ của ngươi. Mình cài gian ác, mình sẽ gặt bất công. Tôi lấy thí dụ một cuộc đời. Mình tà tà, đi làm muộn. Và trong sở làm nỗ lực của mình chỉ nửa giờ. Thái độ của mình thì rất là xấu, không có tốt. Và chắc chắn là không bao giờ có thể thăng tiến được ở trong công sở. Một thí dụ khác, chúng ta gieo cái mầm của dục vọng. Mắt chúng ta dính liền và đam mê những cái tranh ảnh khiêu dâm. Thì đừng ngạc nhiên hôn nhân của chúng ta có nhiều tranh chiến. Lý do là bởi vì chúng ta đã trồng trọt quá nhiều và gieo quá nhiều những điều nguy hiểm, xấu ác vào trong đời sống hôn nhân, tình cảm của chúng ta. Một hình ảnh khác, nếu chúng ta cứ thích gì ăn cái đó, không bao giờ tập thể dục, mà còn cuối tuần thì sáu lon một cuối tuần, thì không bao giờ có một cái cơ bụng sáu múi được, mà nó chỉ có một múi thôi. Cái bụng mà người Mỹ gọi là cái bụng bia đó, xem. Và xin nhớ điều này, không phải Đức Chúa Trời trừng phạt chúng ta đâu, mà là cái luật gặt hái, kết quả của những việc chúng ta gieo trồng. Cho nên đây là một cái lẽ thật rất là quan trọng, không lạ, không mới, nhưng mà rất quan trọng để chúng ta được nhắc nhở. Nếu bạn không thích những gì bạn đang gặt, hãy thay đổi những gì bạn gieo. Vì chúng ta gieo hôm nay, ngày mai chúng ta mới gặt. Chúng ta không làm gì được với mùa gặt của năm nay, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái mùa gặt của năm tới. Vì những gì chúng ta phải gặt bây giờ đó, nó là những việc ở trong quá khứ chúng ta đã gieo. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Luật thứ hai để khích lệ chúng ta đó là bạn gặt nhiều hơn bạn gieo. Cảm ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho nó lớn lên. Ngài đã định như vậy. Trong Mác chương 4 câu 20 cho chúng ta thấy một cái nguyên tắc của sự gia tăng. Khi Chúa nói về ẩn dụ của người đi gieo giống, thì câu 20 nói rằng còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận. Và kết quả, hạt này ra 30, hạt khác 60, hạt khác nữa 100. Có một hạt mà tiềm năng của nó có thể ra 30, 60, 100. Cho chúng ta thấy cái sức mạnh của hạt mầm. Và tôi muốn dùng cái hình ảnh này để giúp đỡ các con cái của Chúa mà đã từng thấy cái ví dụ này rồi. Xin kiên nhẫn để cho người khác học. Anh chị em giấu trên tay của tôi, anh chị em thấy cái gì? Những người bị camera che. Chúng ta thấy một cái hạt xoài. Phải không? Chắc không? Rồi. Có ai thấy gì khác hơn nữa không? Một cây xoài. Một rừng xoài. Vì trong cái hạt mầm này có cái sức sống của nó. Khi chúng ta gieo vào trong một cái mảnh đất tốt, đủ cái độ ẩm, cái mầm nó sẽ chui ra. Rồi chúng ta thấy lá nó sẽ mọc lên
phần bên kia thì rễ nó đi xuống đất. Theo thời gian nó sẽ trở nên một cây xoài. Cây xoài này trong cuộc đời của nó sẽ ra ngàn ngàn trái. Và trong ngàn ngàn trái đó cho phép nó rụng xuống và hạt của nó lại được mọc lên trở lại. Thì không bao lâu chúng ta sẽ có một rừng xoài. Sức mạnh của tiềm năng. 6.000 năm về trước, Đức Chúa Trời đặt ở trong một con người hạt mầm. Và Chúa Ngài ban phước trên. Chúa rằng hãy sinh sản thêm nhiều và làm chỗ đầy dãy đất. 6.000 năm sau, từ con người đó với những hạt giống Đức Chúa Trời đã đặt, hiện tại chúng ta có hơn 7 tỷ người trên thế giới này. Sức mạnh của hạt mầm. Gieo hạt mầm sống vào trong mảnh đất tốt. Gieo gì? Gặt này. Áp dụng về thuộc linh. Mỗi ngày tôi nhìn vào trong gương, hình dung mình là hạt mầm này. Và cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa Ngài cho cuộc đời của con được gieo vào chức vụ của con. Những bài giảng mà Chúa Ngài cho, các sứ điệp cho trải từ bục giảng này được đầu tư vào trong những mảnh đất tốt. Để rồi khi con đứng trước mặt Chúa thì không phải chỉ một mình con, mà sẽ có triệu người đứng phía sau con để cùng bước vào nước của Chúa thờ phượng Ngài, vì sức mạnh của hạt mầm, của quyền năng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của con. Lần tới anh chị em nhìn thấy một cái hạt, hãy nhớ đến nguyên tắc này. Áp dụng về tích cực, chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đó. Và chúng ta sẽ gặt nhiều hơn số chúng ta gieo. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chứ đừng ngồi và nói sao. Tối ngày đi đến nhóm thấy anh Đức anh lên kêu gọi dân hiến xong. Nó nhiều á. Nó lẹ lẹ lên kêu dân hiến để mình không có thấy nhột nhạt. Anh chị em, chúng ta sẽ không cảm thấy nhột nhạt khi chúng ta biết được cái tiềm năng của hạt mầm mà chúng ta gieo vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu, ngột ngạt khi chúng ta biết được rằng khi chúng ta dâng hiến và trong sự dẫn dắt của Chúa, ban lãnh đạo và hội thánh sử dụng nó đúng đó, thì cái kết quả của cái hạt giống mà chúng ta gieo đó, chúng ta có thể thấy một mùa thu hoạch lớn ở trong tương lai. Về đời sống cá nhân của mỗi một chúng ta, hạt mầm mà Chúa Ngài đã dùng lời của Ngài để gieo vào trong chúng ta, đặc biệt như là ở trong loạt bài này, nếu nó rơi đúng vào trong những mảnh đất tốt, tôi cam đoan với anh chị em, 5 năm sau cuộc đời của anh chị em, người khác nhìn không ra. Và nếu chúng ta để cho cuộc đời tấm lòng của chúng ta là một mảnh đất xấu, như Chúa Giê-xu Ngài nói, mảnh đất đường mòn, mảnh đất của một ít lớp thịt ở trên mà dưới là đá, mảnh đất mà đầy những cái gai trong ở trong đó, đó. Thì khi có những sự bắt bớ, những sự khó khăn của đời sống, thì giống mà nó gieo vào trong cái mảnh đất mà chỉ có một ít lớp thịt ở trên mà ở dưới toàn là đá không đó, nó sẽ bị cháy đi bởi vì đất ít quá. Hay giống mà rơi vào trong cái lối mòn, tức là cái chỗ mà người ta đi và cái chân của người ta đi riết rồi nó chặt, nó chẻ đến cái độ đó là phải lấy búa đập và xẻng thì gãi hết. Không cài lên được nổi nữa. Chúng ta đi lại ở trong thành phố, có những công viên, có những cái islands ở trên cái con đường của mình. Chúng ta thấy có những cái chỗ mà cỏ nó không mọc được, cây kiểng người ta trồng ở dưới để che đất đó, nó cũng không sống nổi. Tại vì có ai đó muốn đi đường tắt. Chỗ người ta đã làm tráng xi măng cho đi không đi. Đi nó xa, nên đậu xe một cái đi ngang cái chỗ đó. Rồi khi người khác đi và thấy rằng ô, cái chỗ này không có cây gì mọc được, chắc là chỗ này đi qua được, dẫm lên nữa. Rồi dẫm lên nữa, không bao lâu chúng ta thấy rằng cái chỗ đó không có một cái gì có thể mọc lên được. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Hay là tấm lòng của chúng ta nó như là cái vùng đất mà nó có sẵn những thứ khác, như là gai và tặc lê đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng sẽ lớn lên song song. Và cuối cùng thì nó chèn khiến cho cái cây bởi hạt giống tốt được gieo vào không có kết quả được, nó chết. Thì cũng vậy anh chị em yêu dấu. Luật thứ hai mà chúng ta được nhắc nhở tại đây là chúng ta gặt nhiều hơn số chúng ta gieo. Miễn là đất nó phải tốt. Có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng tổng hợp. Chúng ta cần nhớ. Lựa chọn nhỏ cộng với những lựa chọn khôn ngoan, cộng với cái tính điều đặn, cộng với thời gian,
nó sẽ là một sự khác biệt lớn. Lựa chọn nhỏ, lựa chọn khôn ngoan, và chúng ta làm một cách điều đặn, thì sau một thời gian sẽ có sự khác biệt lớn. Chúng ta dạy con cháu ở trong nhà, nhất là các cháu nhỏ, các con phải có những sự lựa chọn khôn ngoan. Hôm ngày kia, Quốc Việt, Michael về và nói rằng, bà biết không, bữa nay con bắt một người say rượu. Thì Michael là cảnh sát. Dừng xe họ lại. Michael hỏi gì chứ? Anh có biết tại sao anh bị bắt không? Rồi cái lời đó xuất hiện. Bởi vì anh đã không làm một sự lựa chọn khôn ngoan ngày hôm nay. Uống rượu xong không ở nhà, mà còn đứng ở phía sau tay lái. Có thể gây chết người, hư hại tài sản công cộng. Thì người này bị bắt và bỏ phía sau lưng của xe của cảnh sát. Mấy con nói, không ngờ những điều mà mình nghe riết ở trong nhà, ba mẹ cũng như cô giáo ở trong nhà là Khánh An dạy các cháu, nó nhập tâm. Mấy con nói với một người đã lớn tuổi, bạn đã không làm một sự lựa chọn khôn ngoan ngày hôm nay. Và chính cái sự lựa chọn không khôn ngoan đó, bạn phải ngồi tù. Thì cái tội say rượu, không biết đường nữa, mà cầm tay lái thì nguy hiểm vô cùng cho chính mình và cho nhiều người khác. Lựa chọn nhỏ là những sự lựa chọn khôn ngoan cộng với tính điều đặn, cộng với thời gian sẽ thu hoạch một sự khác biệt lớn. Cảm ơn Chúa. Xin suy nghĩ với tôi một con người nhưng mà hai tình huống. Thứ nhất, một người yêu mến khăng khít hội thánh, sinh hoạt một cách thường xuyên, học lời của Chúa, đọc lời của Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Sau một thời gian, đời sống của người này trở nên phước hạnh. Không xem trong ảnh lõa thể khiêu dâm, vì anh có một mối tương giao mật thiết với Chúa. Anh đọc Kinh Thánh thường xuyên và đang đi về một hướng tốt. Cùng con người đó, tôi tình huống khác hơn. Không sinh hoạt điều đặn với hội thánh, chỉ đi khi nào thuận tiện. Bắt đầu cảm thấy hơi mặc cảm về tội lỗi. Mỗi đêm uống một ly rượu để ngủ cho nó ngon. Nhưng mà lại thức khuya, dậy muộn, ăn vặt thường xuyên. Không gần gũi với Đức Chúa Trời, cuộc đời bắt đầu trôi dạt. Quay trở lại với phim ảnh khiêu dâm, làm những việc mà anh ta không cảm thấy hãnh diện chút nào. Nó bắt đầu từ những thói quen tốt hay là xấu. Mà khi chúng ta cho phép nó xảy ra, chúng ta gieo cái gì, chúng ta sẽ gặt cái đấy. Không có gì khác biệt đáng chú ý trong một thời gian giữa hai trường hợp này. Nhưng 27 tháng sau, hay là chỉ hơn 2 năm, người không sinh hoạt kháng kích với hội thánh bỏ cuộc, lại thêm một thói quen uống thêm một ly rượu nữa vào mỗi tối. Mỗi ly là 125 calorie. 27 tháng là thêm 117.000 calorie, tương đương với tăng thêm cân nặng 33.5 pound. Sức khỏe chắc chắn là nó lao xuống. Cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời, mất tự tin, rồi gặp khó khăn ở tại sở làm. Khi sở có cơ hội để thăng chức, người này bị lãng quên. Và thêm áp lực về tài chính ở nhà. Vợ lên tiếng cảm thấy chồng rất là xa cách. Vì anh thường xem phim khiêu dâm nhiều hơn. Cuối cùng vợ bắt gặp anh xem phim ảnh khiêu dâm và gia đình nó tan nát. Thì không có gì xúc phạm người vợ cho bằng bắt gặp chồng của mình xem phim ảnh khiêu dâm. Và y khoa cũng cho chúng ta biết, một người xem phim ảnh khiêu dâm, nó ảnh hưởng mạnh đến độ não của họ cũng bị thay đổi theo. Cái não nó thay đổi. Lúc bây giờ thì nhìn vợ không còn là người vợ yêu dấu của mình,
nhưng mà là một đồ vật để thỏa mãn thú tính tình dục của mình. Người khăng khít với Hội Thánh thì phục vụ gần gũi Chúa hơn, áp dụng những điều lời của Chúa dạy, ngừng cố gắng nhưng mà trở nên luyện tập để trở nên một người tin kính Chúa tốt đẹp, tự tin hơn, được thăng chức ở trong sở làm, được tăng lương, đời sống tài chánh được rời rộng hơn để có thể dâng hiến, giúp đỡ cho những người có cần. Hôn nhân thì thân mật hơn và gia tăng ảnh hưởng thuộc linh trên nhiều cuộc đời. Một con người, hai trường hợp. Anh chị em nên lựa chọn. Không phải những gì chúng ta thỉnh thoảng làm, nhưng mà hãy làm một cách thường xuyên và liên tục. Có nhiều con cái của Chúa nói rằng, ô mục sư, nghe mục sư nói như vậy em về em cũng có đọc Kinh Thánh mà chưa thấy gì hết. Em có cầu nguyện với Chúa rồi đó nhưng mà vẫn chưa thấy gì hết. Điều đó liên quan đến luật thứ ba. Chúng ta gieo hôm nay, một thời gian sau chúng ta mới gặt, một mùa khác chúng ta mới gặt. Tại sao chúng ta nản lòng? Thì có thể chúng ta không thấy tiến bộ đủ nhanh. Cầu nguyện 5 ngày liền vẫn chưa thấy gần gũi Chúa. Mới có 5 ngày. Đi tập thể dục 2 tuần, nhảy lên cái cân thấy nó không có xuống được chút nào hết. Cả tháng không uống cà phê, tiết kiệm được 100 đô la. Nếu chúng ta hiểu trả vào ở trong cái số nợ thì nó không còn là 37.500 tiền nợ nhưng mà nó xuống 37.400. Lâu quá. Liệu những việc mình làm nó có ích lợi hay không? Anh chị em giáo đừng đi đến cái luận sai. Những quyết định nhỏ là không quan trọng. Nhớ, quyết định nhỏ, quyết định khôn ngoan, làm liên tục theo yếu tố thời gian, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi lớn. Cuộc sống của chúng ta là tổng thể của tất cả những quyết định nhỏ nhỏ của chúng ta đưa ra. Chúng ta hôm nay như thế nào là bởi vì những quyết định chúng ta đã làm trước đây. Cảm ơn Chúa. Có những người chạy đến với tôi và nói rằng, mục sư ơi, tôi ước gì tôi biết Chúa sớm hơn. Tôi rất vui khi nghe những người nói như vậy. Bởi vì biết được cái sự thay đổi hiện tại của mình, ước gì mình có nhiều thời gian hơn để gieo, để đầu tư vào trong những việc tốt lành, đời sống tinh kính, thì cuộc đời của mình đã không trải qua những giọt nước mắt không cần thiết. Trong mọi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta đang chọn hướng đi của cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta hãy nhớ điều này. Chúng ta không đánh giá sự thành công từng ngày bằng mùa thu hoạch chúng ta gặt hái được, mà là bằng những hạt giống chúng ta gieo trồng. Cứ gieo việc tốt đi. Công Đức Chúa Trời đấng không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống nấy. Và lần cuối tôi nói chuyện với Ngài, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thành tín, đang tỉnh thức và sẵn sàng để làm thành tất cả những điều lời của Ngài đã phán. Amen anh chị em. Đừng tự lừa đảo mình, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Chúng ta gieo cái gì chúng ta gặt cái đó. Và cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người phạm tội đó. Họ không thấy cái hậu quả liền thì người ta vẫn phạm tội. Gieo hôm nay phải thời gian sau mới gặt. Nên họ thấy mình hiện tại đang thấy cái kết quả liền, còn cái giá thì trong tương lai mình mới trả. Cái chuyện đó để tương lai trả. Nhưng mà là con cái của Chúa, xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, biết rằng quyết định của chúng ta trong ngày hôm nay ảnh hưởng đến ngày mai. Những công việc chúng ta đầu tư ngày hôm nay chúng ta sẽ gặt trong ngày mai, trong tương lai. Cảm ơn Chúa. Sao hôm nay nghe từ góc cạnh của con cái, mục sư Sam chia sẻ tại bục giảng này. Cảm ơn Chúa vì cha mẹ đã đầu tư vào cuộc đời của mình những thói quen tốt. Cho nên suốt cái thời gian lớn lên từ tuổi mới sinh ra cho đến cái ngày tự khôn ngoan để có thể lựa chọn cho chính mình, không bao giờ thắc mắc là Chủ nhật mình có nên đi nhà thờ hay không. Tại vì từ nhỏ đã được cha mẹ ẩm đi nhà thờ từ nhỏ. Không có sự lựa chọn, sáng Chủ nhật là mình đi nhà thờ, không có sự lựa chọn. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó nó đang kết quả. Và bây giờ đến phiên
Mục sư xem nói rằng cũng muốn đầu tư vào cho Easton giống như vậy. Cho nên kế hoạch mà chúng ta nói đến là chúng ta phải có kế hoạch đó. Sáng Chủ nhật thức dậy là mở nhạc ngợi khen và nói với Easton, hôm nay ngày chúng ta đi đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa. Easton luôn đại, nó cười. Nó có thể nó không biết hết tất cả nhưng nó cảm thấy được cha của nó hăng hái đi nhà Chúa. Amen anh chị em. Thì nó sẽ ảnh hưởng trên đời sống của cháu, bởi vì hôm nay chúng ta gieo, ngày mai chúng ta sẽ gặt. Nếu chúng ta ở trong cái thái độ sáng Chủ nhật thức dậy còn suy nghĩ vợ chồng còn cãi với nhau, hôm nay có đến liên nhà thờ không? Con cái đứng nghe. Có sự lựa chọn à. Ngày nào mình vui mình đi là buồn mình không đi. Thì khi nó lớn lên, mỗi sáng thức dậy ngày Chủ nhật nó vẫn ngồi phải tranh đấu. Bởi vì cha mẹ vô tình đã gieo những hạt giống rất xấu vào con cái của mình. Chúng ta muốn con cái của chúng ta trong tương lai những người tin kính Chúa, là những người hết lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài. Chúng ta phải làm gương trước. Người Việt chúng ta có câu là rau nào sâu nấy. Các con gái của Chúa về dự đại hội ở tại Pensacola, họ làm một việc mà tôi cũng nói hoài với cháu nội. Đi ngang hỏi con nhỏ nhỏ xíu là mới lúc đó mới có 5 tháng, con phải con mục sư xem không, cháu nội mục sư Khánh phải không? Nó cười nhìn con giống quá, giống ông nội con quá. Cảm ơn Chúa, rau nào sâu nấy, gieo gì gặt nấy. Xin được mẹ cho mặc một cái áo sơ mi mà cái quần rất là chỉnh tề. Tôi đi tôi gặp tôi nói, con sẵn sàng để chia sẻ lời Chúa phải không? Mẹ nó đứng kế bên cạnh cười, nó phải rồi ông nội, phải rồi ông nội, rồi cha rồi, bây giờ tính con chứ. Cảm ơn Chúa. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bắt nó, nhưng mà sự kêu gọi cần phải sự đáp ứng lại của chính đương sự phải không? Nhưng chúng ta biết rằng cái đời sống tin kính Chúa và những cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo vào đời sống của một đứa trẻ, Đức Chúa Trời Ngài sẽ đảm bảo chúng ta sẽ gặt được những điều tốt đẹp. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống đó. Cho anh chị em, nếu anh chị em hiện tại đang gặt những cái kết quả mà chúng ta không thích, thì nhanh chóng đổi những hạt giống chúng ta gieo vào trong cuộc đời của mình. Và nhớ một điều, khi chúng ta gieo những hạt giống tốt được Đức Chúa Trời ban phước, chúng ta sẽ gặt nhiều hơn số chúng ta gieo. Cảm ơn Chúa. Hãy chăm chỉ, kỷ luật, có nhiều khi đòi hỏi đến cả hy sinh nữa, giữ sự trung tín. Tôi nhớ vợ chồng chúng tôi có tài chính một cách rất là giới hạn trong những ngày đầu học về Chúa, khi các con còn nhỏ. Chạy ra nhà sách cơ đốc mua những cái băng cassette rất là đắt tiền về mở lên và dạy cho con hát. Ngồi ở trên xe là chúng ngao ngao hát những cái bài hát thiếu nhi cơ đốc của mình. Người ta khi gặp cháu, ô sao mấy đứa này nó biết hát nhạc tốt quá, ai dạy nó vậy? Thì trong lòng của chúng tôi, mình phải đầu tư. Anh xem, nếu chúng ta bắt gặp con cái của chúng ta nó hâm hơ, nó hát những bài ngợi khen, chúng ta biết rằng chúng ta đã đầu tư bằng cách chúng ta nghe nhạc ngợi khen và chúng ta nhóm lại khăng khít với Hội Thánh. Khi chúng ta nghe con cái của chúng ta bắt đầu nó hát, hát nhạc đời, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã gieo và vây quanh cuộc đời của nó với cái loại nhạc nghe là không muốn sống nữa. Nào là giết người trong mộng, thành phố buồn, thì sao nó vui được? Rồi mở lên những cái video người ca sĩ nhạc Việt Nam của mình mà hát mà mắt không có mơ mơ buồn á, nó không hay. Chứ nên nhìn lên sao thấy toàn là nhạc của BI, không muốn chứ. Nhạc Việt Nam của mình là nhạc tông thứ á. Ồ, có một dân tộc họ hát toàn là tông thứ nhưng mà nhạc của họ vui vô cùng. Nghe nhạc của người Do Thái anh chị em sẽ thấy toàn là tông thứ nhưng mà vui vô cùng khi chúng ta nghe họ hát. Họ hát là chúng ta muốn đứng lên, chúng ta cùng nhảy múa với họ để ngợi khen Đức Chúa Trời.
chăm chỉ, kiên trì. Vì những gì chúng ta đầu tư không bị lãng phí đâu anh chị em, nhưng mà được tích lũy. Hãy nghĩ như thế này, đun nước 80 độ, thêm chút lửa nữa lên đến 140 độ, thêm chút lửa nữa nó lên đến 205 độ, thêm một chút lửa nó đến 211 độ, nóng rồi đó. Nhưng mà thêm một chút xíu lửa nữa nó lên đến 112 độ, bắt đầu nó sôi. Nếu chúng ta dừng lại lúc nó chỉ mới 80 độ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có một nồi nước sôi. Khi chúng ta bốc cháy cho Chúa, nó không phải là một sự thành công chỉ sau một đêm. Nếu nó thật sự xảy ra như vậy thì người ta sẽ cho là do là may mắn. Bạn sanh ra trong gia đình được cái số giống như là một điều đó. Người Mỹ thì sanh ra có cái muỗng bằng bạc ở trong miệng. Không, tất cả những người thành công đều qua một cái quá trình của luyện tập, của kiên trì. Họ làm những việc mà nhiều khi không ai thấy. Đối với những người cầu thủ xuất chúng, thì trước khi các bạn cùng với đội của mình đến phòng tập, họ đã có mặt ở đó 30 phút, 1 tiếng đồng hồ trước. Họ không chỉ làm cho nó đủ lễ, đủ chuyện, đủ giờ, nhưng mà họ muốn phát triển cái khả năng của mình đến mức độ mình là người giỏi nhất trong làng của những người chơi bóng rổ hay là môn thể thao nào đó. Có một tài bóng rổ đi vào ở trong lịch sử của môn bóng rổ. Và lúc tôi mới đến Mỹ, tôi nghe về cuộc đời này, tôi nói wow. Tôi muốn nói đến Larry Bird. Mà lúc đó Houston Rockets có chơi và đã đoạt giải thắng. Thì nghe kể, anh đi ngủ anh cũng ôm trái banh. Sáng sớm thức dậy, bước ra khỏi giường là bắt đầu nhồi banh rồi. Rồi vừa đánh răng vừa nhồi banh. Anh tập luyện đến như vậy cho nên khi mà anh ném bóng thì là ném trái nào nó trúng trái đó. Nó vô rổ trái đó. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy gieo những điều tốt. Kiên trì làm những công việc. Đừng để tiếng nói của những người bên cạnh và những lời mời gọi của Satan khiến cho chúng ta bỏ cuộc. Một số điều chúng ta cần phải để ý là sự cám dỗ của ma quỷ. Có những người đang đi với Chúa một cách tốt đẹp, trên con đường, trong thiên trình, thiên lộ của mình đi với Chúa đang rất tốt đẹp. Rồi thì những cái quán cốc bên lề, có những tiếng mời gọi, ghé vô uống cốc đi. Uống cốc đâu có sao. Ngồi xuống, cốc thứ nhất rồi có cốc thứ nhì. Một lúc sau thì không còn biết con đường mình đang đi là ở đâu nữa. Xin Chúa cho, tại ngày hôm nay, anh chị em yêu dấu của tôi, tôi muốn nói với ai đó, cố định bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc. Chúng tôi đã từng thấy những cuộc hôn nhân họ sắp sửa ly dị. Đến dự một cái đại hội nơi chúng tôi giảng dạy, một hội đồng giúp hàng gắn họ. Bởi vì họ giải quyết được mối liên hệ của họ với Chúa và quyết tâm cắt bỏ những thói hư tật xấu trong đời sống của mình. Những cái tính ích kỷ chỉ biết của chính mình. Cảm ơn Chúa cho phục hồi hôn nhân của họ. Trong những ngày gần đây có những người đến nhờ chúng tôi cầu nguyện, nói rằng mục sư, tôi đã có ý định khá đi đến cái chỗ là kết thúc rồi đó, là sẽ ly dị. Nhưng cảm ơn Chúa, sứ điệp mục sư giảng đã đánh thức và chúng tôi quyết định phải xây dựng hôn nhân và bồi đắp hôn nhân của mình. Đừng bỏ cuộc. Đừng nghỉ vung trồng. Đừng ngưng gieo. Đừng ngưng tin cậy. Đừng buông bỏ việc đổi mới tâm trí của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở lại với Chúa. Vì Galatia chương 6 câu số 9 chúng ta kết thúc đó là chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói đến việc dâng hiến. Luôn cả công việc chia những cái gì mình có với người dẫn dắt mình. Nhưng mà chúng ta trong bối cảnh của sứ điệp này chớ mệt mỏi khi làm những thói quen thánh thiện. Vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.
Cảm ơn Chúa. Có những điều chúng tôi làm khi các con còn nhỏ, mà chúng ta không có ý là làm như vậy để con thấy. Nhưng mà chúng ta phải biết một điều, đó là những cái cặp mắt nhỏ nhỏ đó, nó chạy vòng vòng trong nhà, mình tưởng đó là nó không để ý gì đó, nhưng mà nó để ý kỹ lắm anh chị em. Tôi nhớ có những lần từ nơi cái góc nhìn của mình, đang ngồi đọc kinh thánh, đang ngồi cầu nguyện, thấy nó nhón nhón nhìn qua cái tường, nó chạy vào trong phòng trở lại. Cảm ơn Chúa, chính những cái hình ảnh đó tôi gieo vào trong lòng của các con. Cuộc đời của một người tin kính Chúa, có lời của Chúa trong sự cầu nguyện, dạy cho con dâng hiến. Lúc nhỏ thay vì cho nó 1 đồng, cho nó 10 đồng 10 xu, dạy nó con lấy 1 đồng 10 xu, đem dâng 1/10. Lớn lên vì dâng 1/10 là chuyện tự nhiên. Gieo đi anh chị em, chớ lừa dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Hãy gieo giống chi sẽ gặt lấy giống này. Không dễ, không một sớm một chiều, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái nếu chúng ta không bỏ cuộc. Và những quyết tâm của chúng ta, mà chúng ta muốn con người của chúng ta được thay đổi theo như Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta, đeo đuổi cái kế hoạch và sự luyện tập của mình, không phải một ngày một buổi, nhưng mà là những ngày liên tục thường xuyên, để rồi chúng ta sẽ thấy kết quả. Cảm ơn Chúa. Những ai ước ao mình có một gia đình tin kính Chúa, vợ chồng cùng nhau hầu việc Chúa, con cái kháng khích với cha mẹ trong sự hầu việc Chúa, hãy tiếp tục gieo những hạt giống tốt vào trong con cái của mình. Nếu bạn không thích những gì bạn đang gặt, hãy thay đổi những điều bạn gieo ở trong những ngày sắp đến. Chúng ta không thể làm gì được với mùa thu hoạch năm nay, nhưng chúng ta có thể quyết định mùa thu hoạch năm tới, mùa tới, khi chúng ta bắt đầu gieo những hạt giống tốt. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hơn 2000 năm trước, Đức Chúa Trời đã gieo một hạt giống rất tốt vào thế gian này. Đã gieo con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này. Ngài đã đến chuẩn bị một thân thể để chịu đau đớn, chịu chết thay thế cho loài người của chúng ta, để rồi từ nơi hạt lúa mì đó, ngày hôm nay, hiện tại đang sống trên mặt đất này, chúng ta có hơn 2 tỷ người Cơ Đốc nhân. Cảm ơn Chúa. Và bạn, nếu có mặt ở tại đây trong ngày hôm nay, chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm Cứu Chúa đời sống, hãy mở rộng tấm lòng của mình như một vùng đất tốt, mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Đời sống của bác sẽ được phước, được sự sống đời đời bắt đầu từ ngay bây giờ, và tương lai sẽ là tuyệt vời ở trong ơn của Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ bước vào trong đời sống của bạn, Ngài sẽ biến đổi, Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ thêm sức để bạn có thể sống một đời sống tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Nếu đó là bạn, chúng tôi xin tha thiết mời ở tại đây, cũng như mọi người đang theo dõi ở trên mạng xã hội, trên YouTube, ngay lúc này và những giờ sắp đến, hãy mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho đời sống của mình, để bạn có thể bắt đầu một bắt đầu mới trong cuộc đời của mình. Hãy đón nhận hạt giống tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã gieo, là chính Đức Chúa Jesus Christ vào trong cuộc đời của bạn. Ngài sẽ kết quả và đời sống của bạn sẽ được phước và làm nguồn phước cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Với các con gái của Chúa có mặt ở tại đây, anh chị em đừng tự lừa dối mình nữa. Nếu chúng ta đã làm đi làm lại cái thói quen mà nó đang dẫn chúng ta đến cái chỗ này mà chúng ta không vừa lòng, thì tại sao không thay đổi? Thì có thể nói muốn thay đổi nhưng mà không thay đổi được, mục sư, tôi sẽ cầu nguyện với anh chị em. Còn những ai mà chúng ta chần chừ dù gì, thì xin Chúa cho chúng ta hôm nay chúng ta làm một cái quyết định. Và chúng ta muốn 5 năm nữa, nếu Chúa chưa trở lại, cuộc đời của chúng ta sẽ là tuyệt vời, là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Amen. Như tôi bắt đầu loạt bài này, không ai cố tình thức dậy một buổi sáng và nói rằng tôi lên kế hoạch để phá cuộc đời của mình cho nó nát hết. Không có ai.
Nhưng mà bởi những cái điều chúng ta làm, những quyết định nhỏ nhỏ, kém khôn ngoan của chúng ta, làm riết nó trở thành một cái thói quen xấu. Những thói quen xấu đó dần dần nó hút cái nhựa sống khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bị cầm buộc và cuối cùng chúng ta rong trong cái chỗ cuộc đời của chúng ta tàn nát. Mỗi lần một bước, mỗi lần một hành động. Xin Chúa cho chúng ta mỗi lần một bước tốt, một hành động tốt, những hạt giống tốt chúng ta gieo vào trong cuộc đời của mình. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa cho đây một quyết tâm. Hơn bao giờ hết, tôi cần anh chị em. VBC Houston cần anh chị em. Thành phố Houston này cần anh chị em. Để một cá nhân tôi hay là một thiểu số các anh chị em trong hội thánh của Chúa, chúng ta không thể nào làm được cái thiên mệnh mà Chúa đã định. Là sự vận hành lớn lao của Chúa trên thành phố Houston này, Chúa muốn làm xuyên qua những người Việt Nam. Chúng ta nhớ những người Việt Nam. Hãy kể mình là một trong những người đó. Để hội thánh của Chúa chúng ta có thể hoan nghênh, chào đón và đón tiếp sự hiện diện của Chúa, sự phục hưng của Ngài. Thì một số người trong hội thánh không đủ. Và xin Chúa cho để cái sự khao khát của tất cả chúng ta, của hội thánh của Chúa. Những ai kể mình là thuộc viên của VBC Houston, tôi kêu gọi anh chị em trong 6 tuần lễ kế tiếp, chúng ta gieo những điều tốt đẹp. Để rồi Chúa cho phép sự phục hưng xảy ra. Chúng ta sẽ thu hoạch một mùa thu hoạch rất lớn, quá sức tưởng tượng của chúng ta, theo như lời của Chúa đã từng tiên tri trên hội thánh của Chúa. Cho cái điều chúng con tạ ơn Ngài. Vì Chúa không chịu khinh dễ đâu. Chúng con gieo gì chúng con gặt đấy. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em chúng con giờ này, là những người có quyết tâm và có một khải tượng về cuộc đời của mình, cuộc đời tin kính, cuộc đời sống động trong ơn quyền của Chúa Thánh Linh, cuộc đời đầy sự sức dầu của Chúa, cuộc đời đầy quyền năng của Ngài. Xin giúp đỡ để anh chị em chúng con bắt đầu gieo những hạt giống tốt vào trong cuộc đời của mình, để chúng con có một đời sống gần gũi với Chúa hơn, để đời sống cầu nguyện chúng con linh nghiệm hơn, để đời sống của chúng con kết quả hơn, để khi chúng con sử dụng danh Đức Chúa Jesus Christ chúng con thấy hiệu quả hoàn toàn. Khi chúng con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ thì phép lạ sẽ nổ ra khắp mọi nơi. Không phải chỉ một phép lạ mà nhiều phép lạ sẽ nổ ra. Khi chúng con công bố sự chữa lành của Chúa thì người ta được lành, thân thể được phục hồi ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Khi chúng con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, truyền lệnh cho quỷ nó phải ra khỏi những người nó đang áp bức, chúng liền tháo chạy. Chúng con sẽ gặt những gì chúng con gieo. Lạy Chúa, con xin đón nhận trọng trách mà chúng con nghe đệ tớ của Chúa Shakespeare đã tiên tri. Chúa, Ngài sẽ đến trên thành phố Houston này và Ngài đi qua những người Việt Nam. Chúa ơi, bởi quyền năng và ân điển của Chúa, chúng con muốn làm những con người Việt Nam đó. Chúng con muốn làm những con lừa để Chúa, Ngài có thể cởi trên lưng của chúng con mà vào thành Jerusalem năm xưa. Chúa, Ngài đến trên thành phố này, đến ở trên cộng đồng của chúng con, qua người Việt của chúng con, qua đời sống của chúng con. Xin Chúa phục hưng hội thánh của Ngài mà bắt đầu là mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài khen Chúa, chúc tụng Ngài. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước cho anh chị em ở trong ơn của Ngài. Cùng nhau, những năm tháng sắp đến, chúng ta sẽ gặp những kết quả tốt đẹp nhất trong ơn của Chúa. Chúc bình an, Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.